Hoa Lan Hà Nội xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ lên chương trình giới thiệu đến mọi người dòng lan Hồ Điệp Đại cắt ngồng. Cây rất là đẹp luôn và với giá cực kỳ rẻ, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, đầy đủ các màu hoa nhé. Đây, đầu tiên em sẽ quay cho mọi người xem một số màu hoa này. Đấy, một số màu hoa của nhà em nhé. Trắng, hồng, xanh, vàng, kẻ, các kiểu đều có hết. Đấy, rất là nhiều màu. Nhiều màu hoa cực kỳ luôn nhé. Hoa đại cho từ khoảng 9 cho đến 12 bông nhé. Mọi người trồng thì đến Tết nó sẽ có hoa. Đấy, hàng này nó đã cho hoa một năm rồi mà, đến Tết nó sẽ có hoa. Đây, hình thức cây thì em cầm một vài cây cho mọi người xem này. Đây, cây rất là đẹp như thế này, khá là to và đẹp nhé. Màu khác nhau thì lá nó khác nhau một xíu. Đấy, có cây lá tròn, có cây lá dài. Đấy, màu khác nhau thì lá nó khác nhau nhưng mà cây đều rất là đẹp nhé. Và bộ rễ nó khỏe. Đấy, cây đang rất là khỏe, bộ rễ này cứng cáp khỏe mạnh, không lỗi gì hết. Giá là 30.000 một cây nhé. Đây, 30.000 một cây. Tiền ship toàn quốc thì là 35.000 cho em. Hàng này thì em không bao ship được nhá, tại vì cây này em bán rất là rẻ rồi, bán siêu rẻ rồi. Đấy, cây to đẹp này mà chỉ có 30.000 là em đã giá tối thiểu nhất cho mọi người có thể mua rồi. Số lượng cây thì rất là nhiều. Đấy, số lượng cây rất là nhiều. Mọi người mua thì gọi điện cho em theo số là 0974702106 nhá. 0974702106. Và nói rõ cho em là mua cái hàng Hồ Điệp Đại 30.000. Đó. Hồ Điệp Đại 30.000 nhá, rất là đẹp. Mọi người nhận hàng này được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đấy, kiểm tra hàng thoải mái. Đúng hàng như trên hình thì mình nhận. Các bác có thể chọn 10 cây 10 màu hoặc là chọn những cái màu mình ưng ý nhất để về siêu tầm. Về trồng rất là dễ thôi. Đó, đến Tết năm sau nó sẽ cho hoa nha. Em nhắc lại số điện thoại đặt hàng này 0974702106. Em để dưới bài viết nhá. Xin chào mọi người.